Tiếp tục thông tin về việc 136 phụ nữ Việt Nam được cảnh sát Hoàng gia Malaysia giải cứu vào đêm ngày 3 tháng 1 tại Kuala Lumpur. Cách đây ít phút, VTC14 tiếp tục có cuộc trao đổi với ông Gunarong thuộc đội phòng chống tệ nạn xã hội cảnh sát Hoàng gia Malaysia. Ông này cho biết đã có những kết quả ban đầu trong việc điều tra. Phần lớn trong số 136 phụ nữ được giải cứu hành nghề mại dâm. Hiện nay danh sách ghi chi tiết đã được gửi đến Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia. Ngày hôm nay, chúng tôi đã tập hợp tất cả các phụ nữ này vào một địa điểm an toàn tại Kuala Lumpur. Chúng tôi cũng bắt đầu tiến hành lấy lời khai. Việc lấy lời khai cũng sẽ được tiến hành vào ngày mai với khoảng 20 người. Việc lấy lời khai này sẽ được ghi âm và ghi hình để cung cấp cho Cục xuất nhập cảnh Malaysia. Việc này sẽ hoàn tất vào ngày 7 tháng 5. Đến thời điểm này, vẫn chưa có thông tin cuối cùng. Tuy nhiên, sau khi điều tra, thì phần lớn trong số phụ nữ này đã hành nghề mại dâm. Việc khó khăn nhất trong quá trình điều tra, đó là có rất nhiều người đã bị các nhà chứa giữ hộ chiếu. Một số người lại không thể nói tiếng Anh. Những trường hợp này lại rơi vào những cô gái mới sang Malaysia. Vì không biết tiếng nên việc điều tra họ có phải là nạn nhân của nạn buôn người hay không, phải cần thêm thời gian. Tất cả những phụ nữ này sẽ vẫn bị giữ trong vòng 14 ngày tới. Hiện nay danh sách về những người phụ nữ này cũng đã được chúng tôi cung cấp tới Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia.